vụ chồng cầm dao, truy sát vợ tử vong, đối tượng xin tiền nhưng vợ bảo, để đóng học cho con, thì xảy ra án mạng. Nghe người trong nhà kể. Sở dĩ anh nhẫn ra tay với chị Dung, vì anh nảy xin tiền, nhưng vợ không cho. Chị Dung bảo, tiền này để dành đóng tiền học. Cho con trai vừa đỗ đại học. Không xin được tiền, cộng thêm những ức chế trước đó, nên anh nhẫn đã ra tay sát hại vợ. Anh Điển kể. Trưa ngày 22 tháng 8, rất đông người dân lui tới nhà, gửi lời chia buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Kim Dung. Sinh năm 1979, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chị Dung trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, đã bị chồng là đối tượng Nguyễn Ngọc Nhẫn, cầm dao sát hại. Nhẫn còn đâm anh trai chị Dung, là anh Cường, bị chấn thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại người thân đã dựng tạm chiếc rạng bên ô đất trống, đối diện nhà chị Dung, đơn sơ vài bộ bàn ghế. Con trai lớn của chị Dung chuẩn bị khăn gói, lên Hà Nội nhập học, thất thần trong góc nhà, không nói không rằng, sau cái chết của mẹ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lã Văn Điển, hàng xóm cho biết, hai vợ chồng anh Nhẫn, chị Dung, to tiếng từ bữa cơm chiều. Ngày 21 tháng 8, sau đó chị Dung sang nhà mẹ đẻ, cách nhà riêng khoảng 10 mét, để ngủ. Đến khuya, Nhẫn sang đập cửa ầm ầm. Hai vợ chồng nói chuyện, không hiểu sao, sau đó anh Nhẫn dùng dao đâm vợ. Thấy em gái bị đâm, anh Cường, anh trai chị Dung. Lao vào can ngăn cũng bị đâm theo, chị Dung chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu, thì bị Nhẫn đuổi theo truy sát. Nghe người trong nhà kể. Sở dĩ anh Nhẫn ra tay với chị Dung, vì anh này xin tiền, nhưng chị Dung không cho. Chị Dung bảo tiền này, để dành đóng tiền học. Cho con trai vừa đỗ đại học. Không xin được tiền, cộng thêm những ức chế trước đó, nên anh Nhẫn đã ra tay sát hại vợ. Anh Điển kể. Theo anh Điển, sau khi sự việc xảy ra, chính anh là người đã lái xe ô tô, đưa anh Cường đi cấp cứu, tại bệnh viện nông nghiệp. Lúc này, tay trái của anh Cường, bị chấn thương rất nặng, máu chảy ra rất nhiều, loang khắp xe ô tô của mình. Lúc đó anh Cường mất máu nhiều, nhưng vẫn tỉnh. Theo lời kể của anh Cường, sau khi đối tượng đâm vào cánh tay mình, anh đã đạp ngã Nhẫn. Ngay sau đó Nhẫn đi tìm vợ. Sau khi sát hại vợ, Nhẫn tiếp tục quay lại, đâm tiếp vào tay người anh vợ, một vài nhát nữa, sau đó lấy xe của hàng xóm bỏ trốn. Anh Điển nhớ lại. Được cấp cứu kịp thời, nên anh Cường không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại nạn nhân vẫn phải nằm viện điều trị. Theo hàng xóm, ở địa phương chị Dung là người hiền lành, hiện đang làm y tá cho một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Còn đối tượng Nhẫn mới mãn hạn tù, đợt đầu năm vừa qua, vì trước đó phạm tội trộm cắp tài sản. Hai vợ chồng có một người con trai, vừa thi đỗ đại học, đang vào quê nội, ở Thanh Hóa chơi, thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng này. Vì biến bạn bị con trai cướp cổ tử vong. Ông Dũng đang thắp hương cho người bạn vừa mất ở Thừa Thiên Huế, thì bị con trai của người bạn quá cố dùng dao cứa ngang cổ tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 8, tại ngôi nhà nằm trong kiệt 23 đường Nhật Lệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Tại thời điểm trên, ông Dũng, 55 tuổi, trú phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đi đến nhà của người bạn quá cố là ông Lê Victor, 52 tuổi, trú đường Nhật Lệ, thành phố Huế, vừa mới mai táng xong để thắp nén nhang trước lúc quay trở về thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi đến nơi, trong lúc mọi người đang tất bật làm lễ cúng cho ông Tờ, Lê Viết Thịnh, 23 tuổi, con trai của ông Tờ, đang cắt chanh ở dưới nhà bếp, bất ngờ cầm dao xông lên nhà, cửa cổ ông Dũng. Phát hiện sự việc, nhiều người có mặt nhanh chóng tiến hành sơ cứu, cầm máu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông này đã chết ngay sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời bắt giữ nghi phạm Lê Viết Thịnh để phục vụ cho công tác điều tra. Một số người hàng xóm ở gần nhà hung thủ cho biết, Thịnh bỏ học từ lâu và từng có thời gian làm thuê cho một cơ sở may vá. Tuy nhiên, thời gian làm việc, nam thanh niên này có dấu hiệu trầm cảm, đến nơi làm việc chỉ ngồi một chỗ không làm nên bị chủ đuổi việc. Ở nhà, nghi phạm này cũng lầm lì, ít giao tiếp với mọi người. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Thịnh đã từng hành hung một người sống gần nhà. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Hai tài xế ngồi tâm sự sau khi va chạm giao thông gây bão mạng xã hội.
Hiện trường vụ va chạm giao thông không có bất cứ tiếng la hét, mắng chửi hay hành động quá khích nào mà trở thành nơi hàn huyên, phân bua lý lẽ của hai tài xế. Khác với những gì người ta vẫn nghĩ tới, mỗi khi va chạm giao thông xảy ra, hai tài xế xe máy này lại không hề chửi bới hay dùng tới bạo lực mà chỉ ngồi tại chỗ nói chuyện hồi lâu, không thèm đứng dậy. Facebook Đinh Trung Hải, người đăng tải đoạn clip chia sẻ, tâm sự hai người đàn ông đã hơn 15 phút trôi qua và hai bác ấy vẫn ngồi đó hàn huyên tâm sự. Ai cũng như hai bác, va chạm giao thông ngồi im chờ các cơ quan chức năng tới giải quyết, có phải vui vẻ văn minh không? Một bác vùng vằng quăng mũ bảo hiểm ra chiều dần dỗi, bác còn lại nhẹ nhàng đẩy sang một bên đáng yêu vô cùng. Được biết, sự việc xảy ra tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng, sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, những hình ảnh của hai tài xế xe máy này đã lập tức gây bão mạng xã hội. Bêu tên người tiểu bậy, nơi công cộng. Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh, vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một số giải pháp để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là nội dung xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin vi phạm từ người dân, công khai thông tin đối tượng vi phạm. Quy định xử phạt có, tiểu bậy vẫn tràn lan. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016 NĐ-CP, viết tắt ND-155. Thế nhưng, việc triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế, làm giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Về bảo vệ môi trường, tình hình vi phạm về vệ sinh nơi công cộng chưa được cải thiện, chưa nâng cao vai trò của cơ quan địa phương trong việc phát hiện và xử lý vi phạm. Đặc biệt, dù Nghị định 155 đã tăng mức phạt, cơ quan chức năng cũng tiến hành nhiều biện pháp, nhưng tình trạng tiểu bậy vẫn diễn ra tràn lan. Theo Điều 57, ND-155, hành vi vi phạm vệ sinh nơi công cộng chưa đến mức độ bị công khai thông tin. Tuy nhiên, để việc xử lý vi phạm hiệu quả, ngoài sự quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước, cần phải có sự góp sức của cộng đồng để phê phán hành vi vi phạm, tăng hiệu quả tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường lý giải. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị giao thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng cho đội quản lý trật tự đô thị và đội thanh tra xây dựng địa bàn, sử dụng nguồn tiền xử phạt này hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động. Hiện nay, hai lực lượng này chưa được quy định thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng trong tình hình hiện nay, việc này là cần thiết để bảo đảm việc xử lý vi phạm được kịp thời. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho phép cơ quan địa phương được sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, camera giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Do đặc thù vi phạm về vệ sinh nơi công cộng là xảy ra nhanh, tức thì, trong khi lực lượng kiểm tra hiện nay còn thiếu nên khó bắt quả tang, vì vậy cần có cơ chế phạt nguội thông qua thiết bị ghi hình. Hơn nữa, hiện nay đa phần các địa phương đều có lắp đặt camera để giám sát tình hình an ninh giao thông trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích thêm nhiều băn khoăn từ thực tế ở địa bàn. Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, cho biết việc xử phạt tiểu bậy gặp khó khăn khi lực lượng mỏng. Sự việc diễn ra rất nhanh, nhiều trường hợp say xỉn bất hợp tác. Đại diện phòng đô thị quận 1 cũng cho rằng khó nhất hiện nay là nhà vệ sinh công cộng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là phần lớn người tiểu bậy là dân lao động, lái xe. Một vài công viên có nhà vệ sinh nhưng thường xuyên hư hỏng hoặc đóng cửa sau 22 giờ. Còn theo ông Lê Tiến Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phường Tân Định, quận 1, Tân Định là một trong những phường xử phạt và lập biên bản đối với các trường hợp tiểu bậy nhiều nhất ở quận 1. Từ đầu năm đến nay, đã có 18 trường hợp vi phạm, trong đó 8 trường hợp nhắc nhở, yêu cầu tự dội nước, 10 trường hợp còn lại lập biên bản xử phạt. Địa bàn phường khá rộng, nhưng chỉ có một nhà vệ sinh công cộng tại chợ Tân Định. Hiện phường có một số khu đất trống. Chính quyền đang đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nhu cầu của người dân. Thiết nghĩ, cần đầu tư hạ tầng rồi mới tính đến chuyện bêu tên, đăng tải hình ảnh. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn là việc bêu tên, hình ảnh người tiểu bậy có vi phạm quyền nhân thân của họ hay không. Dẫn chứng việc xử phạt
những người tiểu bệnh gặp khó khăn, chủ tịch một phường ở quận Thủ Đức cho biết, nếu là người đi bộ, sau khi lập biên bản, họ cầm quyết định xử phạt, mà không đóng tiền, thì cũng không làm gì được. Còn đối với người đi xe máy, có thể tạm giữ tang vật là xe máy, hoặc giấy phép lái xe, để buộc họ đóng phạt, nhưng việc tạm giữ này cũng chưa có căn cứ pháp luật vững chắc. Những người vi phạm thường có điều kiện kinh tế khó khăn, xử phạt tiền thì họ không có, mà bêu tên thì không công bằng, vì những người có điều kiện chấp nhận nộp phạt, không thể bêu tên, không lẽ vì nghèo mà bị bêu tên, vị này băn khoăn. Trong khi đó, ông Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho rằng, nên xem xét đề xuất bêu tên, đăng hình ảnh người tiểu bệnh. Vì phường đã từng dùng biện pháp, căng băng rôn ở những nơi, hay xảy ra tình trạng này, và có hiệu quả. Hễ chỗ nào có tiểu bệnh, mình treo các thông báo xử phạt. Người ta đến đó, đọc nội dung cũng ái ngại, và ý thức hơn, ông Việt nói.